thưa quý vị công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phá chuyên án bắt quả tang đỗ tá vinh và vợ là nguyễn thị hằng trú tại thành phố từ sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bản, công an đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam cho các đối tượng. Nguyễn Bá Hùng, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Lương Bằng, 24 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6 gram heroin, Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an điều tra làm rõ. Để đối phó với lực lượng công an, Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng xây dựng một khu trang trại rộng 700m2. Bên cạnh đó, có một mương nước rộng khoảng 5m, xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó, trong giữ. Khoảng 22 giờ hàng ngày, đối tượng điều khiển xe ô tô di chuyển vào khu trang trại để bán ma túy cho các đối tượng nghiện từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau dùng flycam để bán ma túy, cách khu vực trang trại khoảng 400-500 mét. Tiến hành khám xét tại khu vực trang trại, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ thêm gần 190 gram heroin và ma túy tổng hợp, một bộ flycam, một xe ô tô, một khẩu súng khí nén bắn đạn chì, một dùi cui cùng nhiều tăng vật liên quan.